sẽ đập nó ra nha. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ làm về một cái video về cái action cam này 4K. Giờ mấy bạn nhìn thấy là nó có vẻ là một cái camera nhìn rất là cũng chất lượng hầm hố lắm đúng không? Này mình mua trên Facebook, giá của nó chỉ có 600 ngàn thôi. Nhưng mà thật sự là cái này hàng fake bạn ơi, mình bị hố rồi. Khi mà mình mua thì nó có test cho mình coi và hình ảnh chất lượng các bạn nhé. Nhưng mà khi mà mua gì á là mình đem mà mình sử dụng thử qua đường á thì nó chất lượng hình ảnh nó rất là kém, không xài được các bạn. Và bây giờ mình có ý định là bây giờ mình sẽ đập nó ra để coi bên trong nó có cái gì, bộ phận bên trong của nó có những gì nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đập nó ra nha. Để mình mở máy lên cho các bạn xem nha, vẫn còn xài được nha, chứ không phải là không. Đây, nó vẫn xài bình thường, nhưng mà khi mà ra đường quay thì nói chung là chất lượng hình ảnh rất là kém, 4K mà chất lượng hình ảnh nó không thua, nói chung là không sử dụng được. Và giờ mình sẽ đập nó ra cho các bạn xem bên trong nó có những gì nha. Và giờ mình sẽ đập ra. Trước tiên mình đập ra, mình sẽ lấy bình ra nha. Đây, nó có cái cọng lấy bình này, mình sẽ lấy ra đây và mình sẽ bỏ bình ra để mình không có đập cái bên này được, để nguy hiểm. Và bây giờ mình sẽ đập nó ra nha. Và đây là mình đập một phát là nó bể luôn nha bạn. Và bây giờ mình sẽ gắn thử pin vào coi nó còn chạy không nha. Và nó vẫn còn lên nhưng mà màn hình nó không lên rồi. Đây là bên trong của nó như thế này. Thì mình tháo cái kiến bên trong nó ra coi nó có cái gì nha. Đây là cái con mắt của nó này, con mắt. Mình thử lấy sạc ra năng cắm vô coi nha, chỉ không mình cắm coi còn lên không. Chung là màn hình nó bị hư rồi nha mấy bạn. Đây, màn hình nó đã bị bung ra rồi. Thì đèn bên đây nó vẫn lên, mà màn hình này chắc nó bị hư rồi, không lên nữa. Ok luôn. Rồi mình sẽ lấy cái con mắt nó ra nha. Phải lấy pin nó ra nha. Rồi chẳng có gì hết, chỉ có một cái mặt này thôi. Rất là đơn giản. Đây là con mắt của nó. Cái con mắt này dặn ra được.
nên nó chỉ chung là mình cũng không rành gì mấy cái này, mình chỉ phá ra mình coi thôi. Con mắt của nó nè, chẳng có cái gì hết các bạn ơi, chỉ có những cái dụng cụ như thế này rất là đơn giản. Thì mình cũng đã đập xong cái con action cam này ra rồi, thì nó chỉ có như thế này thôi, chỉ có những dụng cụ nó là như thế này. Đúng là hàng phay các bạn ơi, nó không có cái gì hết. Mua đúng hàng phay thì bỏ thôi, chứ nhìn nói chung là mày nó test cho lúc đầu thì mình mua trên Facebook á, thì mình cũng hỏi nó kỹ càng rồi, nó cũng test cái clip cho mình, nó cũng gửi cái clip cho mình rồi, rốt cuộc thì mình về mình chưa có xài nữa. Thì rốt cuộc mà lúc mà mình có nhu cầu mình xài cái bắt đầu mình lấy ra mình xài, cuộc thì đem về quay clip thì không có lấy được cái đoạn nào hết các bạn, khá là mờ. Thì cái này là cũng rút kinh nghiệm để cho lần sau mua những cái con camera hành trình khác các bạn. Thì cái này là không xài được, giờ mình sẽ rút kinh nghiệm là không mua trên hàng trên Facebook nữa. Mình sẽ, nếu mà mình có mua, mình sẽ tới cái cửa hàng của nó mà mình mua, mình test thử trước luôn rồi mình sẽ mua. Cái này giờ bỏ. Video mình kết thúc rồi, thì nhớ bạn nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nha.